chào đón khán giả đang đến với Ghế Không Tựa. Khán giả thân mến, với mỗi chương trình chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật chính. Nhưng trước đó thì tôi muốn hỏi khán giả truyền hình, hôm nay khi quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ của kênh VTV6 và VTV4 thì thời tiết bên ngoài như thế nào ạ? Đang nóng hay là đang lạnh? Ở miền Bắc chắc hẳn là sẽ có một không khí khác so với miền Nam. Vì sao tôi lại hỏi như vậy? Bởi lẽ ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một trong những MC nữ đầu tiên của đài truyền hình Việt Nam dẫn chương trình Thời Tiết Hiện Đại. Xin giới thiệu nữ biên tập viên, diễn viên, người đẹp Đan Lê. Dạ, em chào chị, mời chị lên đây ạ. Xin chào các bạn và xin kính chào những khán giả của chương trình Ghế Không Tựa. Cảm ơn là chào chị đến với Ghế Không Tựa. Đã bao giờ chị ngồi ở nhà và theo dõi chương trình này chưa? Trước khi trả lời câu hỏi này của Công Tố thì tôi xin rất là cảm ơn vì những cái lời khen ngợi mà bạn đã dành tặng cho tôi. Tôi đã xem chương trình này rồi và một trong những lý do của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là vì tôi muốn được trò chuyện với người dẫn chương trình được bình chọn là yêu thích nhất của đài truyền hình Việt Nam. Em cảm ơn chị rất nhiều. Và chúng ta sẽ có hai chiếc ghế để chia sẻ chặng đường mà chị đã chinh phục trái tim của rất nhiều người qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Ghế không tựa ở phía đằng này ạ. Và chiếc ghế có tựa. Chị Đan Lê muốn ngồi trên chiếc ghế nào trước? Tôi sẵn sàng ngồi trên chiếc ghế không tựa trước. Vâng. Đúng như tên của chương trình. À, vì tên của chương trình là như vậy. Xin mời chị. Cảm ơn bạn. Một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều bản tin dự báo thời tiết. Tôi nghĩ là nhiều giông bão hơn, nhiều khó khăn hơn. Đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ nán lại đây để chờ quý vị khán giả. Chúng tôi chào đón khán giả đã quay trở lại với Ghế Không Tựa. Và chị Đan Lê thân mến, bây giờ thì chị đang ngồi trên một chiếc ghế không có tựa. Và ý nghĩa của nó muốn nói rằng là cuộc đời này có những lúc mà chúng ta rất là trông chênh. Khi nhìn lại những gì đã trải qua thì đó sẽ là những thời điểm nào, năm nào ạ? Thật ra tôi không phải là người có cái thói quen thống kê lại những cái điều mà mình đã vượt qua trong cuộc sống, những cái điều mình đã trải qua. Tất cả những điều gì mà tôi đã đi qua rồi thì tôi đều cảm thấy rằng nó đến một cách rất có lý. Nó đã đưa tôi đến ngày hôm nay, nó đã cho tôi một cái sự trưởng thành nhất định. Và tôi rất trân trọng nó. Không dễ để có một cái tâm lý chấp nhận như thế đâu, đúng không ạ? Tôi cũng không hẳn là một người quá lạc quan. Tất cả mọi sự kiện đến tôi nghĩ nó như là một cái sự thử thách. Và đến giờ phút này thì tôi nghĩ tất cả những cái gì mà số phận đã sắp đặt, đã yêu cầu tôi phải vượt qua cái lớp học đó, thì tôi đều đã vượt qua và tôi coi nó như là một phần của mình. Có một nghiên cứu của những người làm nghiên cứu về ngôn ngữ giao tiếp cho thấy rằng là một người phụ nữ khi ngồi với dáng vẻ như thế kia là người ta đang rất là đề phòng một điều gì đó, có phải không ạ? Tôi nghĩ là khi đề phòng thì người ta thường ngồi khoanh tay thế này chứ. À, thế còn ngồi như thế này, như chị vừa ngồi thì có ý nghĩa gì không ạ? Nó không có ý nghĩa gì ngoài đẹp. Và tôi nghĩ được rằng là một người như chị thì ngồi kiểu gì cũng sẽ đẹp. Thế thì bây giờ chị sẽ có 5 dáng ngồi với chiếc ghế không tựa ở phía đằng đó. Vâng, dáng đầu tiên ạ. Như thế này. Vâng, thứ hai ạ. Như thế này. Thứ ba. Và như thế này. Thứ 10. Vẫn như thế này. Thật ra như thế này, chúng ta có cùng công việc, chúng ta cùng xuất hiện trên sóng truyền hình và chúng ta luôn phải chọn một cái tư thế nào đó phù hợp nhất, thích hợp nhất, vừa mang lại cái sự ngay ngắn cho bản thân, vừa mang cái sự tôn trọng đối với khán giả. Và bây giờ thì chị đang nói về truyền hình, về công việc, về form mẫu, về quy chuẩn mà chúng ta xuất hiện. Quả thực là một người dẫn thời tiết là một người luôn luôn phải tuân thủ một cái quy chuẩn. Và cái con đường, cái sự nghiệp mà trở thành một biên tập viên truyền hình thời tiết của chị thì xuất phát như thế nào? Lúc đó tôi là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm thứ 2. Lúc đó thì tôi đăng ký với tâm thế của một cô sinh viên rất là hào hức, rất là mong chờ được thử sức ở một công việc mới, ở một cái nơi mà tôi nghĩ rằng đó là mơ ước của tất cả mọi sinh viên báo chí lúc bấy giờ và cả bây giờ nữa. Thì tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi mà tất cả những cái bạn đang tuyển cùng thời điểm với tôi, không ai hình dung ra rằng người dẫn thời tiết là người như thế nào. Không ai biết rằng việc dẫn thời tiết nó sẽ ra sao. Quá trình mà chúng tôi tham gia dự tuyển cũng kéo dài rất là lâu. Lúc đầu có lẽ là phải có khoảng 20-30 người gì đó. Nhưng sau đó rơi rớt lại dần rất nhiều và sau một năm thì chỉ còn lại 10 người. Và 10 người đó thì cuối cùng, sau một đợt xét duyệt cuối cùng thì chỉ còn lại 4 người là lên sóng. Vâng, và trong đó là có chị. Chúng ta hãy cùng hoan nghênh cho điều này để nhớ lại khoảnh khắc đó. Chắc là rất tuyệt vời đúng không ạ?
một cô sinh viên đang học báo chí mà lại được công tác trong một cái môi trường của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam và dẫn một cái chương trình nó cũng rất là đặc biệt. Tôi còn nhớ những cái chi tiết khi mà tôi còn là một cô sinh viên, và đến khi tôi đã là cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam rồi thì mỗi một lần mà tôi đi ngoài phố và tôi nhìn thấy cái xe con vẹt đi ngang qua là xe của Đài Truyền hình và có dán cái logo của Đài Truyền hình có 3 màu. Mỗi một lần thấy cái xe đó đi qua thì tim tôi lúc nào cũng đập rộn ràng. Thật sự là như vậy. Giống như là các bạn thiếu nữ ở đây nếu mà đã từng để ý hoặc là yêu mến một chàng trai đẹp trai nào đó, hot boy nào đó của trường, thì tôi y như vậy. Tôi nhìn thấy cái xe nó đi qua và tôi cảm thấy như một chàng hot boy vừa đi qua mặt tôi. Vâng, khi mà được thử sức với vai trò là một cộng tác viên và công việc học tập ở trường thì có bận rộn không? Có, trường của tôi thì khá là có tiếng, là rất là khắt khe. Và năm đó thì tôi có một bộ môn tôi phải thi lại bởi vì là tôi đã xin ra khỏi lớp sớm. Tức là khi đó là tôi đã xin phép cô giáo là hôm nay cho em đến để em đi tập. Cô giáo có đồng ý nhưng mà cô giáo không nói với tôi rằng là nếu như mà tôi có nghỉ quá bao nhiêu phút thì là tôi sẽ bị học lại cái môn đó. Và cuối cùng thì sau mấy cái buổi học và cộng dồn lại thì cuối cùng là tôi phải thi lại môn đó. Vâng, chúc mừng chị. Vâng. Thế với chị ạ, một cái bản tin thời tiết với một cô sinh viên hồi đó nó hấp dẫn như thế nào để có thể theo đuổi nó, để xây dựng hình ảnh của mình với nó? Tôi là người khá thực tế. Khi tôi đăng ký chuyên ngành thì tôi đăng ký vào ngành báo viết, tôi không đăng ký vào truyền hình. Lý do của tôi rất đơn giản là tôi nghĩ rằng tôi xin việc vào báo viết thì sẽ dễ hơn vào Đài Truyền hình. Bởi vì Đài Truyền hình thì chỉ có một Đài Truyền hình Việt Nam thôi. Và thầy giáo chủ nhiệm của tôi có liên lạc với cả mẹ của tôi và nói rằng là tại sao chị lại để cho Đan Lê nó đăng ký vào báo viết mà không phải là truyền hình. Tư duy về hình ảnh của nó rất tốt, nó cũng có thanh, có sắc. Thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái người thầy mà đóng góp vào cái bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, khiến tôi tìm được một cái hướng đi mà tôi nghĩ rằng nó đúng đắn với tôi. Và tôi luôn cảm ơn người thầy đó. Và tôi là sinh viên cuối cùng được bổ sung vào lớp truyền hình và lên lớp học tên trong danh sách lớp. Nhưng dù sao thì cái duyên đã quay trở lại đúng con đường của nó rồi, đúng không ạ? Và cái quá trình mà đào tạo ra một cái người dẫn thời tiết hiện tại của Đài Truyền hình Việt Nam thì mất khoảng, ai mà nhanh lắm, nhanh nhẹn lắm, tiếp thu rất là sáng tạo và thông minh thì phải hơn một năm. Và lúc đó thì chị mất bao nhiêu lâu để lên bản tin đầu tiên? Sau một năm thì khoảng 30-40 người ban đầu rớt chỉ còn có 10 người. Và lúc đó thì tôi là người lên sóng đầu tiên của bản tin dự báo thời tiết đầu tiên hiện đại. Và đến nay thì tôi cũng đã không dẫn chương trình thời tiết gần một chục năm rồi, nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn được khán giả nhớ đến với cái tên là Cô Gái Thời Tiết. Cô Gái Thời Tiết, và cái tên này rất là thân quen ạ. Và nhắc đến cái tên thân quen này thì mọi người sẽ có nhiều niềm vui, nó đã gắn bó với mình trong một thời gian đã lâu rồi, và nhiều người thì tiếc nuối. Thế tại sao Cô Gái Thời Tiết lại dừng lại? Tôi nghĩ tôi dừng lại vì những lý do khách quan. Bởi vì tình yêu của tôi đối với bản tin thời tiết chưa bao giờ tắt cả. Tôi vẫn luôn có những cảm xúc đối với những cơn bão. Tôi vẫn luôn có sự xúc động với cả những đợt lũ về. Và vào thời điểm đó có những sự việc nó đến và tôi buộc phải đưa ra một quyết định. Và có nhiều người họ nói chuyện với nhau về việc là cái cô Đan Lê cô xinh đẹp như vậy nhưng rồi cô buộc phải dừng việc ở VTV. Hoặc là có người nói là cô không được làm nữa, cô bị đuổi rồi. Đấy là điều đất nhiên vì cô dính vào một cái scandal quá khủng khiếp. Và người ta rất khó có cơ hội được đính chính xem cái cô trong clip được cho là trần trụi đó có phải là Đan Lê hay là một người khác hay không. Người ta đặt điều cho chị. Đúng là tôi cũng có một thời gian rất dài. Vâng. Tôi nghĩ là nhiều năm, và bây giờ thì tôi không nhớ là bao nhiêu năm nữa. Tôi luôn có một cái cảm giác lo sợ. Đã có những năm dài, tôi luôn có cảm giác rằng cái người đối diện với mình đang có một suy nghĩ khác về mình. Và tôi rất là xin lỗi khi nói đến chuyện này, nhưng tôi rất muốn được nói lại câu chuyện này để lắng nghe những cái tâm lý, cách chị vượt qua cái khó khăn đó của một cái cô gái đang rất là nổi tiếng. Tôi là người đưa đơn xin nghỉ. Thật ra thì cái việc ai đưa đơn không quan trọng, ai là người quyết định từ bỏ không quan trọng, mà quan trọng rằng là chúng ta phải dừng cái quãng đường đó lại. Và đó là một trong những cái tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời tôi. Và sau đó thì chị phải làm gì để lấy lại được tất cả những cái danh dự mà mình đã mất? Tôi chuyển đến một đơn vị khác, một đơn vị đài truyền hình khác, và tôi chính thức đâm đơn kiện tòa báo đã đưa hình ảnh của tôi và gắn hình ảnh của tôi với những cái hình ảnh không đẹp khác.
kiện tờ báo đó ra tòa án nhân dân. Lúc đó có bao giờ có hay là có ai nói với chị là kiện làm cái gì cho nó mất sức? Rất con nhiều kiến, người. Kiện củ khoai. Rất nhiều người. Tôi đã từng đi đến hai văn phòng luật sư rất lớn và rất nổi tiếng tại Hà Nội. Và đến đó thì mọi người đều cho tôi một câu trả lời là chưa bao giờ có tiền lệ một cá nhân đi kiện tòa báo cả. Cuối cùng thì tôi tìm kiếm đến một văn phòng luật với người luật sư là nữ giới. Chị ấy đã đồng ý là luật sư đứng ra bảo vệ danh dự cho tôi. Cái giai đoạn mà chị phải đối mặt với một cái scandal không mong muốn, một cái thông tin sai như vậy về danh dự của mình, thì những người xung quanh của chị, những người thân của chị ở đâu ạ? Ở bên cạnh tôi, tất nhiên là như vậy. Vâng. Có một câu chuyện tôi được nghe lại về một người bạn của tôi. Người bạn ấy được một người khác nói rằng: mày đã xem cái này chưa? Người ta bảo đấy là cái đan lê đấy. Thì bạn ấy có trả lời là: tao chẳng việc gì phải xem cả, với tao tin chắc đấy không phải là nó. Sau này thì khi tôi nghe câu chuyện đó thì tôi cũng rất là cảm động. Tôi cũng đã mất rất là nhiều thời gian để có thể kiện tờ báo đó. Và kết quả là tờ báo phải đính chính và xin lỗi tôi. Chờ mãi mới đến được đoạn này. Ở chúng ta thấy được rằng là qua những cái câu chuyện đấy, tôi có thêm một định nghĩa về sự mạnh mẽ. Tức là mạnh mẽ thì đôi khi người ta không cần phải gai góc, người ta không cần phải dùng đến sức, mà mạnh mẽ nó toát ra từ thần thái. Chị có nghĩ là chúng ta lại quay trở lại một cách đầy mạnh mẽ để phát triển thế này một ngôi sao không ạ? Không, tôi không nghĩ thế. Tôi chưa bao giờ có mong ước trở thành một ngôi sao cả. Tôi làm công việc này bởi vì nó phù hợp với khả năng của tôi. Và tôi làm nó như nó là cái hơi thở, như là cuộc sống của tôi. Còn tôi đến với nó không vì mục đích nổi tiếng. Và chúng ta thấy được rằng là cái cách của một người để vượt qua một cái sự cố trong cuộc sống, tôi tổng kết lại là người đó phải biết cách chấp nhận, đúng không ạ? Đúng, chúng ta phải chấp nhận ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên chúng ta phải biết phương pháp làm thế nào để chúng ta có thể bảo tồn được tốt nhất danh dự của mình. Tôi nghĩ là với một người phụ nữ như thế này, họ không đợi để có một sự cố để trở nên mạnh mẽ và có tư duy trong cuộc đời mình. Nhưng với một sự cố thì họ có được cho mình nhiều cái kinh nghiệm và chia sẻ với khán giả. Đó là điều vô cùng đáng quý. Cô ấy cũng vừa mới nói là trong công việc truyền hình thì chúng tôi buộc phải xuất hiện trước mặt quý vị khán giả để quý vị biết đến. Ra ngoài đường người ta nói: đây là cô Đan Lê. Nhưng sau đó thì liệu rằng là bén duyên với phim truyện có phải là vì ước mơ muốn trở thành người nổi tiếng hay không? Cái công tựa sẽ cùng quay trở lại với Đan Lê sau ít phút nữa. Lại với ghế không tựa, và bây giờ thì sẽ nói về nghiệp diễn ạ. Tại sao chị lại chấp nhận một bộ phim nào đó để đóng và trở thành một diễn viên? Bởi vì khi đóng phim tôi được sống một cuộc đời khác. Đến bây giờ chị đóng được bao nhiêu bộ phim rồi? Cũng khoảng 5-6 bộ phim gì đó. 5-6 bộ phim. Vâng. Đem lại cho nữ diễn viên Đan Lê điều gì ạ? Rất nhiều cuộc đời khác nhau và cũng rất nhiều cảm xúc khác nhau. Và càng ngày thì tôi càng cảm thấy yêu thích và trân trọng công việc này hơn. Trước đây khi lần đầu tiên tôi tham gia bộ phim thì tôi rất sợ đóng vai phụ. Một phần vì sợ cái cảm giác là người ta sẽ nói rằng thì xin vai thì cũng chỉ xin được vai phụ thôi, kiểu như thế chẳng hạn. Tôi cũng một phần nữa sợ vai phụ bởi vì tôi là một diễn viên không chuyên. Nên thường những với những vai phụ ấy, tôi hơi giải thích kỹ một chút. Đó là khi với những vai phụ thì cái đất diễn của bạn rất là ít. Bộ phim duy nhất mà tôi đóng vai chính là bộ phim điện ảnh Em Muốn Là Người Nổi Tiếng và bộ phim Ba Đám Cưới Một Đời Chồng. Một bộ phim điện ảnh tuyên bố là em muốn làm người nổi tiếng, nhưng cái cô diễn viên chính ở trong phim đó lại không muốn làm người nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng người nổi tiếng người ta cần có những cái tính cách mà nếu như người ta phù hợp với nó thì người ta sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nhưng với tôi thì tôi không cảm thấy thoải mái. Nếu mà ví dụ như Tố là người nhận ra chị ở ngoài đường thì xem là chị sẽ phản ứng như thế nào nhá, với nhiều kiểu fan hâm mộ khác nhau. Đầu tiên ạ, cháu có phải là đan khăn khăn gì đâu, đúng không cháu? Cháu Đan Lê ạ. Thế là rất là bình thản để nói cho người ta biết là cháu là ai. Tiếp tục nhá. Ôi chị Đan Lê kìa. Ôi chị ơi, em yêu chị lắm. Ôi chị chào em. Chị có thể cho em xin một chữ ký vào vai được không ạ? Được, em ạ. Có bút không? Em không. Chị cũng không có bút, biết làm sao bây giờ. Chị có thể thơm em một cái được không? Nhưng mà thơm thì em sẽ không giữ lại được. Hay là bây giờ em đi mượn bút đi rồi chị sẽ ký cho em. Không có, anh đạo diễn đang quay thì giữ lại được hết mà. Chắc hẳn là tất cả những khán giả đang nhớ đến những vai diễn đó. Hình dung một chút về nó, nhớ được tên của người diễn viên đó và nhớ được cô ấy cười ra sao, một vài câu nói của cô ấy. Và hồi nãy chị có nói là nhiều người sẽ nhận định là
do mình thế này thế kia nên mình xí được cái một cái vai phụ. Thế thì ai là người mà xí chỗ chị trong điện ảnh, trong truyền hình ạ? Tự tôi. Tự chị. Vâng. Thế nhưng mà ai cũng biết là chị có một người chồng rất là nổi tiếng, là một người đạo diễn phim truyền hình. Với những bộ phim khác mà tôi từng tham gia thì tôi được nhắm cho vai diễn đó. Nhưng mà với những bộ phim của chồng tôi làm thì thật sự là tôi phải đấu tranh để tôi có được vai diễn của mình. Anh ấy không cần nghĩ và bao giờ anh cũng trả lời tôi rằng là không hợp đâu. Nhưng chị thì cho là hợp vì chị đọc kịch bản hay sao? Vâng, đó là khi tôi đóng bộ phim Ba Đám Cưới Một Đời Chồng. Lúc đó thì anh ấy cũng đã có những cái ấn định trong đầu mình là sẽ chọn ai cho cái vai diễn viên chính rồi. Và thật sự là lúc đó thì cũng đã có hai nữ diễn viên được nhắm để vào vai này. Nhưng mà vì những lý do khách quan thì các bạn ấy không tham gia phim vào phút chót. Vai này chồng của tôi vẫn không cho tôi đóng. Tôi nghĩ là chắc là anh ấy cảm thấy áp lực khi được làm việc cạnh chị. Tôi nghĩ đấy là cái điều đúng thôi. Lúc mà tôi được nhận kịch bản thì tôi không thấy lo đâu, vì tôi thấy thích kịch bản đấy quá. Nhưng mà ngày đầu tiên đến quay thì tôi hồi hộp lắm, tôi nói thật. Vì tôi nghĩ rằng tự nhiên cái ông ngồi ngoài monitor kia chính là chồng mình. Và anh ấy luôn khắt khe với tôi. Anh ấy luôn chấm điểm tôi thấp hơn so với những cái gì mà tôi nghĩ ở trong đầu. Và thật sự là cũng có một ngày quay và tôi cảm thấy không tốt. Thì tôi có mon men cho tôi hỏi là hôm nay không biết được mấy điểm. Anh ấy bảo là cho 2 điểm đi về chỗ. Vâng, tôi nghĩ đó là một lời yêu thương. Tôi nghĩ là anh chị nên hợp tác viết ra một cái kịch bản của một bộ phim là chồng là đạo diễn, vợ là diễn viên. Và để xem là người đạo diễn và diễn viên đó có thực sự hiểu nhau hay không. Thì chúng ta sẽ đến với một trò chơi ngay sau đây. Chị sẽ quay mặt về phía trước kia và hãy trả lời lần lượt các câu hỏi của chúng tôi. Nhá chị nhá, chị sẵn sàng chưa ạ? Câu hỏi đầu tiên, chị sợ làm nhất điều gì? Tôi chẳng sợ điều gì cả. Rồi, câu hỏi thứ hai, chị thích ăn nhất món gì? Bánh ngọt. Câu hỏi thứ ba, chị không ăn được cái gì ạ? Thịt chó. Rồi, câu hỏi tiếp theo, khi hai người cãi nhau, ai sẽ là người làm lành trước? Chồng tôi. Thế tại sao không phải là mình ạ? Tôi ít khi sai nên tôi không phải làm lành mấy. Hoạt động nhiều nhất trong tuần mà chị và người ấy cùng làm là gì? Xem phim. Mọi người lại cười, có gì không buồn cười, tôi chỉ hỏi thôi mà. Khi người ấy buồn, chị sẽ làm gì để người ấy vui? Tôi chẳng làm anh ấy buồn bao giờ cả. Vâng, rất là tự tin ạ. Rồi, khi chị buồn thì người ấy sẽ làm gì để chị vui? Trêu chọc nhăm nhở. Chị ghét nhất ở người ấy tính cách gì? Hình như tôi chẳng ghét cái gì cả. Thế với câu này chị có thể quay ra đằng sau ạ. Vâng, chồng chị có trả lời với chúng tôi là chị rất ghét anh ấy lộn thuộm bừa bãi. Và câu cuối cùng, chị yêu người ấy vì điều gì? Vì tất cả mọi điều. Và câu trả lời của anh ấy là vì sự chân thành. Cảm ơn hai vợ chồng. Vừa rồi mọi người cười vì sao chị biết không ạ? Bởi vì chị trả lời và nhìn thẳng phía trước, chị tìm anh ấy, nhưng thực ra là anh ấy đang xuất hiện ở màn hình LED đằng sau và trả lời tất cả những câu đó cùng với chị. Và để thống kê xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 câu. 9 câu này thì sai 5 câu trên 9 câu cơ ạ. Ôi thế ạ? Vâng. Ngay bây giờ, chị thân mến, với phần tương tác vừa rồi của hai vợ chồng thì chúng tôi có một món quà, cái không tựa dành tặng cho chị. Hãy cùng theo dõi với clip ngay sau đây của chúng tôi liên quan đến chị và anh nhà. Xin mời. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh sẵn sàng nghe đây, em nói đi. Đây là chuyện rất quan trọng anh ạ. Em cứ nói đi, còn lại mọi việc cứ để anh lo. Việc này em không thể giải quyết được đâu. Thì em cứ nói ra đi, dù gì cũng sắp hết phim rồi anh mà. Anh phải hứa với em là sẽ bình tĩnh. Nhưng em không biết phải bắt đầu thế nào để anh thông cảm cho em. Hãy thề với em là anh sẽ giữ bình tĩnh. Em làm anh mệt mỏi quá, em nói luôn đi. Chu Su à, em nói đây. Chuyện tình cảm của chúng ta không thể tiếp tục nữa. Người em yêu. Chính là anh Khải Anh, đạo diễn của bộ phim này. Và chị phản ứng như thế nào về sự việc vừa rồi ạ? Tôi đã bật cười rồi đấy ạ.
Chị xem nó là một trò hề hay sao ạ? Tôi cũng nghĩ là nó một trò đùa thật. Tôi nghĩ là nó có thể thành sự thật với một vị đạo diễn đào hoa nào đó. Chị có bao giờ lường trước hay là có một cái suy nghĩ về chồng của mình như thế không ạ? Tôi nghĩ rằng trong tình yêu, trong cuộc sống này, trong tất cả những mối quan hệ, chúng ta đến với nhau do chúng ta phù hợp với nhau, do chúng ta cảm thấy người kia xứng đáng để gắn bó với nhau. Tôi nghĩ rằng đó là điều tối quan trọng trong bất cứ một mối quan hệ nào, và đặc biệt là mối quan hệ tình yêu và hôn nhân thì càng như vậy. Vâng, kể cả là chỉ số đào hoa của Nguyễn Khải Anh, Song Ngư, tình cảm phong phú là 94% đi chăng nữa. Vâng, tôi nghĩ như vậy. Tôi sẽ chỉ yêu một người khi mà tôi thấy rằng người đó xứng đáng với tình yêu của tôi. Chúng ta đã lắng nghe quan điểm hôn nhân của Đan Lê rồi, và đó cũng là một trong những cái điểm nhấn của chị trên các mặt báo. Chị có hạnh phúc về điều đó? Nó cũng giống như việc tôi lên hình. Nó là một trong những cái điều mà nó đến trong cuộc sống đối với tôi, không phải là mục đích của tôi. Vâng, thấy được một lần nữa sự an nhiên từ người phụ nữ này. Và bây giờ sẽ xem trên chặng đường của cây cầu gãy nhịp, người phụ nữ rất là viên mãn trong cuộc sống với tình yêu của mình, với những gì mình đang có trong sự nghiệp, thì còn đủ bình tĩnh trên cây cầu gãy nhịp hay không? Xin mời chị đứng dậy ạ. Chào đón khán giả truyền hình đã quay trở lại với ghế không tựa. Và bây giờ thì chặng đường này của chị bắt đầu. Vừa rồi thì chị có nói là chị cũng có khả năng ca hát. Và với thử thách của chúng tôi ngày hôm nay là vừa đi trên cây cầu này, chị sẽ hát tặng một vài câu cho khán giả. Người yêu ơi, cò mềm đã héo khô, okay. Mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm. Cái này có phải là để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa, chị nhìn thẳng phía trước đi ạ. Ngoài trời kia gió lạnh. Úi, lạnh thật. Giật mình nhớ đến anh. Hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại. Nụ hôn kia bất ngờ, ngọt ngào như vô tận. Yêu anh ngàn lần hơn nữa. Anh cảm ơn. Chị thấy chặng đường này có quá dễ dàng với chị không? Tôi thấy cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Cũng bình thường thôi đúng không ạ? Vâng. Chị hãy nhìn thẳng vào chiếc máy cao nhất ở phía trên này và làm một động tác gì đó thật duyên dáng của người chiến thắng ạ. Không phải chị. Không, đây không phải chị. Vâng, nhưng dù sao mời chị về chỗ ạ. Chào khán giả đã quay trở lại với ghế không tựa, và khách mời ngày hôm nay là biên tập viên, diễn viên Đan Lê. Chị vừa trải qua chặng đường này và một lần nữa tôi thấy được rằng là bản lĩnh của chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các ô gãy nhịp của chị. Ô đầu tiên là ô số 3, tiếp theo là ô số 6 và ô số 7. 3, 6, 7, 3 con số này thì có khiến cho chị tưởng tượng hay là liên tưởng đến điều gì không ạ? Số 3 và số 7 tôi không có liên tưởng gì cả. Số 6 là một trong những số mà tôi khá thích. Vì đó là ngày sinh của tôi và mẹ tôi, và cũng là tháng sinh của hai con trai tôi. Vâng, tháng 6. Và tiếp theo, ô số 3 và ô số 7. Ô số 7 và ô số 3. Dám chắc với chị đây là những ô số rất là bất ngờ và ý nghĩa với chị. Chị hãy vận dụng tất cả những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ ạ. 7, 3, 3, 7. Tôi cũng đã nói rồi, tôi không có thói quen thống kê gì cả. Vâng, ngày 7 tháng 3 là ngày tháng sinh của em. Chỉ thế thôi. Cho nên em sắp vào đấy. Và trong cuộc sống này thì có điều gì khiến cho một người phụ nữ như chị phải suy nghĩ nhiều không? Tôi đang rất bằng lòng với cuộc sống hiện nay của mình. Và tôi chỉ biết là làm thế nào để duy trì nó và chia sẻ nó đối với những người xung quanh tôi. Tôi cũng có những cái lần đi chia sẻ với những đồng bào vùng lũ. Và khi đó thì thường tôi sẽ kêu gọi trên Facebook cá nhân của mình. Và chúng tôi sẽ thành lập những cái nhóm để đến thăm bà con, đến gửi quà, trao quà tận tay cho các bà con đang gặp khó khăn. Và tôi nghĩ rằng cái sự lan tỏa này nó cũng không phải là một cái gì đó ghê gớm cả. Và nó chỉ là cái động cơ rất là con người. Ngày hôm nay có nhiều quan điểm tôi rất là đồng ý với chị ạ. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Và trong phần cuối của chương trình, khi nói đến nhiều cái khó khăn ở bên này, những thứ ở trên trời rơi xuống, trời ơi đất hỡi, khiến cho chị buộc phải dừng một công việc mà chị yêu thích, những khó khăn trong quá trình diễn xuất của mình. Và đến bây giờ
gia đình để có được một tình yêu này cũng trải qua rất là nhiều khó khăn và đấu tranh với nó. Thì chị muốn nói gì với khó khăn của cuộc đời này? Đây là giây phút mà chương trình Ghế Không Tựa dành phút nói thật cho riêng chị. Xin mời chị hãy nhìn thẳng về phía trước ạ. Tôi cho rằng cuộc đời này, cuộc sống này của bất cứ ai, ai rồi cũng sẽ gặp phải những khó khăn, ai cũng sẽ gặp phải những vấp váp trong cuộc sống. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải vượt qua. Và các bạn cứ tin tôi đi, cứ đi là sẽ đến, cứ vượt là sẽ qua. Khi các bạn vượt qua được tất cả, các bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này luôn đang sống. Mạnh dạn lên, đúng không ạ? Cùng lắm là thua chứ gì, đúng không chị? Vâng, đúng là như vậy. Không, nhưng ít nhất khi chúng ta có động lực để chiến đấu, chúng ta đã không thua rồi. Vâng, và cái thắng lớn nhất bây giờ trong cuộc sống mà chị có đó là? Đó là sự trải nghiệm. Đó là sự trải nghiệm. Có những thứ nó khá là mâu thuẫn với nhau nhưng nó lại có thể song hành. Sự mỏng manh và quyết liệt có. Sự tinh tế và mạnh mẽ cũng có. Và cảm ơn chị đã một phần nào ngày hôm nay chia sẻ chuyện trải nghiệm đó với khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả luôn yêu thương và theo dõi Ghế Không Tựa. Xin hẹn gặp lại tuần sau với khách mời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.